Đó, hai con luôn ha. Ồ, em sẽ đá kìa, em sẽ to. Thấy chưa, Em con nhìn mình em đã ba. nè. Đó. Hello cả nhà mình. Hôm nay tiếp tục chương trình thăm bảy cả nhà. Cũng như ngày cận Tết vậy, đi kiếm mấy đồng về ăn Tết cả nhà. Thì nói chung ra thì mình cũng tính nghỉ rồi, nhưng mà kẹt còn một ít bảy cả nhà. Giờ mình cùng bà xã mình đi vô thăm nó có thành quả không cả nhà, với mình lại cho chuột cho lúa bỏ chuột cho nó ăn Tết cả nhà. Rồi mình cũng mời cả nhà theo chân mình thăm những cái bẫy nha cả nhà. Mình vừa đến địa điểm luôn cả nhà ơi. Hôm nay người ta ha, cái bãi bữa mình nằm ở dưới đất rồi cả nhà, bữa nay người ta nhổ xả, chú ruộng ta, chú đất ta nhổ xả ta bỏ lấp luôn cả nhà. Em thăm thử coi. Không biết kỹ á. Ê, thôi, bữa vợ anh kia có lục quỳ đỏ nằm á, nằm mé mé bên trên này cả nhà. Bữa mình hôm mình vô mình thăm á nè, mà bữa đó mình cũng quên quay, nó nằm xích xích gần gần cái chàm nhỏ anh xanh đó, đó cả nhà. Nó nằm dưới cục gom á, gom người ta lúc trước nó cắt lúa này cả nhà, ta để dưới đó. Khi mình dở lên thử dở lên một cái nó nằm một cục này ớn luôn. Dạ, để mình mời cả nhà theo chân mình thăm cái bẫy này luôn nha. Để anh thăm cho, nhiều khi mình quen á cả nhà, mình quen mình để ý dễ hơn cái phản xạ của mình đó. Đấy, còn nhiều khi xã mình không quen cả nhà, không có để ý được, không phân biệt được, nó nằm tiệp với lá cây lắm cả nhà, không có phân biệt được cái là thua luôn ạ. Bữa nó nằm nắng nó nằm lúc ở dưới đất luôn. Nó này sập lép hay gì rồi. Hên quá, không tới cả nhà. Này, em thấy phần hướng người ta thu vậy. Trời này mát mẻ quá. Không biết có còn gì không à. Đã thấy phần cái gì chân nè. Bữa nay em vui vui à. Nặng không? Nặng hay coi, rồi nhẹ quẹo luôn. Rồi, chạy em tí. Chạy em tí bịch lúa miếng dừa ăn Tết đi. Em đi tiếp cả nhà. Tiếp tục nó có một cái cả nhà ơi. Đó đó. Rồi phải nhảy ra mương cả nhà. Mương to. Nhảy ra mương ngoài đó có con rắc cả nhà không cảm nha. Cầm bẫy xe cua luôn. Có thai luôn. Sáng giờ mới được hai ba em hành cả nhà. Kiếm bu bu nè. Có phần nữa nè. Em muốn hành cái nhà nhỏ. Hành ba không à. Ừ, mới vô luôn. Rồi, để mình đặt lại cái nha. Tiếp tục bữa nữa mình có cái bẫy nha cả nhà. Những hàng mương nữa cả nhà. Không lắc cả nhà không cảm cho mình nha cả nhà. Có viên cháy trời. Trồn quá. Đây có chùm đèn không? Còn không thấy em vua đâu rồi. Mà còn cái này phải còn. Nặng không thôi. Nhổ chuột ra đi cả nhà ơi. Hư cả hàng luôn cả nhà. Tiếp tục thêm mình có cái bẫy nữa cả nhà. Khô quá khô. Ồ, có hình hình ba nữa cả nhà. Đây. Còn hình ba không cả nhà.
Không thấy hàng bự. Ok, mùa khô mà có gì cũng được cả nha. Chứ có hàng là vui. Đây có cái bẫy nha nhà. Bẫy này lâu lắm rồi. Sáng thất thủ cả nha. Nhưng khi khô chứ mấy con. Quá thất thủ luôn. Bẫy từ bữa chạy em hình nhất tới giờ luôn. Vô với vô luôn. Nặng không? Ây da. Hơi nè. Cỏ cả nhà. Thấy lúa em cái bịch kia đây nè. Mấy con thấy đóng nè. Mấy con đây. Mấy con thấy đóng. Hai con cả nhà. Ngon. Em nhì em ba cả nhà. Lý à. Hai em nha cả nhà. Ngon. Sớm như thầm bên kia thất thủ quá cả nhà. Vậy đây thấy im im đây nè. Cái khu này mới cái đầu tiên luôn nè. Luôn này cũ lâu rồi. Để đặt lại cái nha. Sắp cái xếp cua hay luôn nè. Chuột ở trong đây nè. Tha gom tha gác thì kệ cho mát cả nhà. Mùa nắng. Đây tiếp tục đây con khác nữa cả nhà. Cái bẫy thứ hai ở khu vực ở đây trong lỏng trong liễu vậy gì mà hộp hộp này nè cả nhà, nghe nó làm chột chột phụ phần quá chạy biển hôm rồi cả nhà. Nè em dù lâu lắm rồi cái này nữa nè cả nhà, nặng nặng nè. Gì đây? Ủa, hành á, hình như hai em nó sao đây? Một có hai. Ủa, em này. Con em mà cả nhà, em này ba lần mấy á. Đây nè. Nằm, đưa cái mỏ thấy ghét không? Có lý nha cả nhà, hai cái ba em nha. Được kèo. Rồi, để mình đặt lại cả nhà. Tiếp theo đây mình có con cái nha cả nhà. Không mừng cả nhà ơi. Mình đặt cái nhà hồng cảm nha cả nhà. Trời ơi, phần quá trời luôn cả nhà. Mấy cái bẫy này hụt nặng nặng cả nhà. Hôm dài á. Mình bỏ hơi lâu cả nhà. Mười mấy bữa chung gần 2 tầng. Đây cái này. Em này. Ba lần mấy bốn đạn cả nhà. Đã ghê. Vẫn là một cục. Đã quá cả nhà. Phần sau nữa. Đặt lại đi tiếp cái nhà. Đây có cái bẫy nha cả nhà. Kế bên nhà người ta nè. Sợ em nói chuyện nhỏ cả nhà, không cảm nha cả nhà. Có gì không? Có chuột con cả nhà. Đây, cho bà xã mình bắt hàng luôn cả nhà. Sáng giờ được con túi đấy. Túi đó như bốn em. Túi luôn á. Ba không ấy. Như thế này được ba cái đó được bốn em. Mà được như hai em nhì cái nhà. Một bảy hai em như em nhì em ba hay sao. Nhưng bảy mình mới thăm là em nhì. Bảy nay chắc cũng được nói chung chắc ba nhì. Mà không biết cái em mà nãy em ở giữa đó. Biết có nhì nổi không. Em thì nhì chắc cứu rồi. Trời ơi, em nó đã ghê, uống một cục. Em nó bốn lần mấy luôn rồi.
hút gì quá đã ha. Ừ. Cái đó không ngon. Cái này là ngon. Nên 4 lạng rưỡi. 4 lạng rưỡi phải ru. Hành lúc nãy mập lắm đó nha. Kiểu như nó bầu quá. Mang trứng nhỏ nhỏ vô có trứng hết đó nha. Hôm qua làm trứng quá trời luôn á. Nghe nó mập. Thì cũng như con gà mái dầu vậy đó cả nhà. Gà mái nó mập hồi đây nha. Gà mái đẻ. Đó 2 con luôn ha. Ồ, em sẽ đã kìa, em sẽ to. Đấy chưa, con này đã nè. Đó. Này hình như có bầu nè. Có bầu, ồ trứng luôn. Trứng vàng kèo. Đó cả nhà. Điều, đi chờ. Vô đi em. Đó. Cứ đều vậy là đã luôn. Đều vậy nó làm gì nữa. Mùa này kiếm một con hơi khó quá cả nhà. Bảy nhà bảy cũ mình này. Chứ bảy mới thăm sớm nhiều mướp quá. Cũ mình bỏ 10 mấy ngày cả nhà. Lâu rồi ha. Cái này cận Tết công việc nhiều quá. Đi cây em đâu mất tiêu rồi. Đi không có thời gian. Thành ra cũng ít đi. Rồi bỏ em nó. Em là Nhi nè, đã rồi. Em là Nhi nè. Em là 5 lạng luôn. 5 lạng luôn á. Quá ngon cả nhà. Em này gì là ngon. Em mình nãy xem như xăm sau cùng nè. Ừ đúng rồi. Cái này sau cùng. Đã ghê không? Ừ. To mắt lạnh luôn. Em là gần nhất luôn cả nhà. 5 lạng luôn mấy. Mém nhất rồi đó. Ừ, cái đó ghê. Cái đó ngon, ngày chục con vậy rồi. Là có ký liền đó, giờ im rồi cả nhà. Nghe túi rồi đã, một túi ba em nhìn vô cái nó bự liền ha. Ôi con này được mấy chừng hơn 5 con như vậy là ngon rồi. Rồi để giờ mình bỏ chuột cho đi tiếp cả nhà, còn gần chục cái nữa. Đây có 2 cái mình giúp luôn cả nhà, ăn cái về đầu dưới cái xa quá, lội xa mà giờ còn 2 cái. Ai mới tới nước, chú vườn mới tới nước. Tươi nhẹp luôn. Tươi cây cả nhà. Dính cũng giúp, không dính cũng giúp cả nhà. Nghe queo à. Còn chuột không? Chuột còn hư cả nhà. Mình còn này 3 cái nữa là hết nha cả nhà. Đây 1 cái với kia 2 cái nữa ha. Này lúa này thả nước đẹp lắm mà không chạy rồi cả nhà. Bên kia cũng vậy nè, làm như cái thời tiết nó nóng quá là sao. Thất gì mà thất. Thấy buồn luôn, cũng khóc luôn cả nhà. Xa nhìn thấy cái bãi vậy kìa. Thấy vui bu e này mà. Nghi quá. Bẫy này tự đặt cho thăm 2-3 lần cũng chưa thấy gì cả nhà, chưa thấy dính gì trong lỏng luôn, nghèo quèo luôn rồi. Chuột còn tí ơi, chuột còn luôn cả nhà ơi, còn là im rồi, cho chuột ăn tết đây nhà. Được rồi, rồi người ta chặt kem. Mình thăm dính con hình gì nè cả nhà. Ở bên kia đầu xe cả nhà. Cái rồi ta chặt tre nè. Thăm cho nó dính cái con hình gì nè. Cái này còn em là chạy nữa không. Mình chạy thì mình bỏ lúa cho chuột ăn tết nha cả nhà. Qua tết tính tiếp. Đây, quẻ trong đây mà xanh xanh thấy còn nè, mà không thấy phật. Cái này cái nữa là hết rồi cả nhà. Đây là cái bẫy nằm đây cả nhà. Rồi chuột còn cả nhà, ngồi trong ngóc trong kia. Đây, mình cho nó lúa rồi mình đi tiếp cả nhà. Cái bẫy cuối cùng luôn cả nhà ơi, hái đi. Đọt ao này cả nhà, sụp dày dưới nước rồi đi ột quẹt. Để 2 lần luôn.
kéo nước mương đi không thấy sụp rồi lên sụp thêm phát nữa, hai phát ăn khô hết rồi cả nhà, dưới ao mà trắng tươi hết rồi. Cái bẫy này lúc trước đặt ở trên nó chạy dữ lắm, mà xuống đây thăm hai ba lần cũng chưa chạy nha. Kệ đeo đeo thôi, hôm nay cũng chưa thấy hiện tượng gì luôn, thấy phân gì trơn. Nặng không? Trời, nặng cả nhà ơi, cái gì đây nè, cảm giác nè, phải không? Nó nặng lúa đây, nghi quá à. Rồi nó lúa cả nhà, chuột làm lúa đuôi nè, vũ mình nè cả nhà. Ok, còn chuột là ngon rồi, cho em nó lúa cả nhà. Rồi cả nhà ơi, mình cũng mới về thăm hết bãi rồi cả nhà, cũng hơi nắng hơi đuối đuối cả nhà. Thôi kệ, tranh thủ đi được như thành quả thì được cả nhà, mà chủ yếu là bỏ lúa cho chuột ăn tết đó cả nhà, cho em ăn tết. Thành quả mình đây cả nhà ơi, đây túi hành không nha cả nhà, ba em hình gì với mới hình ba cả nhà, nói chung cũng tầm 2 kg nha cả nhà, 2 kg hơn 1 kg một chút à, cũng tạm được cả nhà. Nay ngon hôm qua. Tạm qua đi thăm, tính quay cái clip chia sẻ cho cả nhà. Đi quay rồi xong về được có 2-3 con, 6 clip luôn cả nhà. Quá thất thủ. Con bò lên nó ngon ạ. Rồi, năm mới mình cũng chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Chúc cả nhà một năm làm ăn phát tài nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ mình với cả nhà. Được 20 con bự củi nữa nha. Đây cũng được 20 con bự củi nữa nè cả nhà. Nằm trong này nắng rút nè đây. Đây, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn cả nhà lên những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.